Nhiều hôm có đồ vào là không ra được, mà Đấy, cái tâm lý. chỉ còn làm tí rượu thôi xong rồi vào lại tâm lý lại không thoải mái nữa, Đúng rồi. lại càng đấy. Rồi, từ ngày 5 năm nay nó bị cuộc sống bị thoát vị đĩa đệm không đúng không, càng chán. Xong là cái vấn đề sinh hoạt, cuộc sống nó phải được nâng cao. Xong bộ này là về là cải thiện vấn đề tình dục là đáng kể. Mấy ông ở nhà ông cứ bảo mày có văng gió Dạ chết chết. không, thì nói Nghe chung là các ông ấy vẫn găm từ ngày xưa thì vẫn à, ok, làm kiểu truyền thống. làm kiểu truyền thống.